Quan Âm Bồ Tát hiển linh. Ta là quỷ già so ở dưới thành Phong Đào bấy lâu nay, chưa lần nào được thấy Quan Âm Bồ Tát. Lần này được gặp Quan Âm Bồ Tát cũng nhờ Dương Đỉnh ban cho thôi. Nếu đã lầm phạm phải Bồ Tát, ta có lời khuyên hai vị mau chóng trở về. Không biết chừng hiện giờ Quan Âm Bồ Tát đã ở trước mặt Diêm Vương thưa tội của hai vị rồi. Bọn ta không lo được chuyện gì khác nữa, chuyện gì cũng mặc. Tốt hơn hết phải mau chóng chôn cất hài cốt của bọn ta vào Long Nguyệt đi. Ta đã dặn con cháu của mình đào sẵn hài cốt rồi. Mụ có hứa cho ta một mảnh đất để chôn cất, nhớ là đừng nuốt lời nha. Tuy giấy đất của Bãi Lạc Đạo và An Bần Giác đang nằm trong tay mụ, nhưng là thật hay giả thì có ai biết. Biết đâu chừng mụ gạt về thì sao? Mụ đã hứa với bọn ta để chôn cất hai cổ quan tài. Nếu mụ không giữ lời, ta cũng sẽ chôn. Long Nguyệt, huynh đệ ta đã chọn rồi. Ngươi nhìn kìa, cháu chắc ba đời của ta có mặt đầy đủ rồi. Con cháu của ta đem theo quan tài lên rồi kìa. Long Nguyệt của tôi mà. Dương Nại, thường ngày cử chỉ của ngươi không khác gì thư sinh, không ngờ hôm nay lại lên đây giành Long Nguyệt với một kẻ chân yếu tay mềm như ta đây. Ra tay. Nè, sao đạo đức của ta? Của ta mà. Của ta chứ của ai? Cây cột vậy? Của tôi. Của ta mà. Của ta. Hay gì đỉnh đệ cứ nói nào là khang long hữu phối, nào là quần long vô đủ. Hey, theo ta phải là hữu thi thần long mới đúng, vì trên trần người có lòng tham vẫn còn vô số, làm sao ngài thấy mình hồn dinh được. Wow, cũng may là ta lẹ tay, nếu không thì thành tro bụi rồi. Còn rỗi nữa, nuôi đi. Dương Nại, ngươi là muốn chôn ai ở trên này đi? Dương Đỉnh và Thu Nguyệt. Đại ca ta không có dạng sẽ làm chồng xóm với họ. Trên này là của tất cả mọi người. Đại ca mày có là pháp sư cũng không làm chủ được. Ngươi cũng cứ nói đất rộng bao la mà, tại sao phải tranh giành đất với đại ca ta chứ? Rõ ràng muốn đối đầu với ta mà. Ngươi muốn cái gì đây? Hả? Tất cả dừng tay chưa? Danh dự đổ máu còn thấy thống gì? Long Nguyệt này là của bổn quan, kẻ nào to gan dám giành? Nè, các người bảo giúp một tay đi. Lẹ đi, lẹ đi. Cả lũ hồ đồ. Phải rồi, đánh cho vừa mà, đánh đi đánh đi, đánh chết luôn đi. Ai cho bọn chúng ta đã giành quyền. Cả lũ các ngươi lên đây làm gì? Khải bẩm đại nhân, chúng tôi tới đây để giành Long Nguyệt. Trước đây cha tôi phải chịu tội oan bị đày ra tận biên thùy, hôm nay tôi phải chiếm lại cho được, thà chết không nhường cho ai. Thôi kìa, người muốn tạo phản hả? Tạo phản rõ ràng rồi mà. Đại nhân à, đừng chậm trễ nữa. Bấy đâu, đôi chúng đi. Thật ra, đi. Ai à? Ui à? Ai à? Ai à? Sao người muốn chết hả? Dùng đất này của đương kim hoàng thượng. Dùng đất này của đương kim hoàng thượng. Dùng đất này của đương kim hoàng thượng. Đây là tờ cớ trạng đất đai, tất cả quan dân cấm không được chôn. Các ngươi hãy lập tức trở về. Kẻ nào chống lệnh, tru di tam tộc. Trước đây có một đạo sư tinh Dương Thành khích động bá tánh, nói mạng số của Thái Tổ Hoàng đế xung khắc với Nguyệt đạo, 100 năm sau mới có thể an táng được. Giờ đây đã là năm cuối cùng, triều đình đã dùng đất đai này để hưng thịnh thổ mộc, dựng lăng lập mộ. Kẻ nào có ý xâm chiếm, bất luận là ai cũng bị xử đáp. Oh!
Ngươi không sao chứ? Chị cô nương! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với!